Đến với nội dung của Vĩnh Sinh tập 7 và 8, mở đầu cho tập phim, là hình ảnh Phương Hàn lúc này đã đến Ngọa Thiên Viên, có mở cửa vào căn phòng của mình và nhìn thấy Trảm Ma kiếm đệ tử của ngoại môn được phát, còn có y phục và rất nhiều bí kíp võ công. Cậu đi quan sát một lúc rồi ngồi xuống để tu luyện để gia tăng thực lực. Cậu nhận ra cửu khiếu kim đan sau 2 lần tiêu hao, nhiều nhất chỉ có thể nâng cao thêm một tầng cảnh giới nữa. Đúng lúc này, Hồng Di đến tìm cậu, rồi đến một nơi, Hồng Di nói với Phương Hàn, lưu luyến muốn về rồi à, có được đệ tử chân chuyến đích thực chỉ dạy là chuyện vô số đệ tử ngoại môn nằm mơ cũng muốn. Nghe vậy, Phương Hàn đáp, đường tu tiên gập ghềnh, quan trọng nhất vẫn là phải dựa vào chính mình. Hồng Di nghe vậy liền nói, cái này thì ngươi không hiểu rồi, dựa vào bản thân đương nhiên là quan trọng, nhưng trời cho mà không lấy sẽ bị trừng phạt, sự giúp đỡ bên ngoài tuyệt đối không thể xem nhẹ. Hồng Di cảm thấy lạ vì cơ thể Phương Hàn đã khôi phục hoàn toàn. Cô nói tiếp, khảo hạch ngoại môn lúc trước ngươi đột nhiên đột phá, sau khi đánh xong thấy bộ dáng hư thoát của ngươi, còn cho rằng ngươi phải điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể hồi phục lại, không ngờ ngươi hồi phục nhanh như vậy, tư chất của ngươi đúng là mạnh thật, nếu vào vũ hóa môn sớm một chút, không chừng người có thể trở thành đệ tử nội môn rồi. Chuyển cảnh đến với hình ảnh của Ngọc Thiện Đường, nơi tu tiên dùng bữa. Hồng Di nói về đệ tử nội môn cho Phương Hàn nghe. Trở thành đệ tử nội môn là có thể tu tập nguyên thần tinh thần thuật, loại công pháp rèn luyện tinh thần. Chỉ có công pháp như vậy mới có thể tu thành thần thông. Nếu như trở thành đệ tử nội môn, không chỉ có thể có được công pháp thượng thừa, ngay cả địa vị của ngươi ở nơi trần tục cũng sẽ được nâng cao đến mức khiến người ta nghe thời cũng kinh sợ. Sau khi nói xong, Hồng Di cầm một lệnh bài vứt xuống hồ nước, dưới nước mang lên một món ăn. Hồng Di nói, muốn ăn món gì thì thả phù thực thần vào trong hồ thủy tinh, sau đó món ăn người muốn gọi sẽ xuất hiện. Bất cứ món nào đều trải qua sự điều chế của ngũ khí tiên hoa, đều có thể không thất thoát chút nguyên khí nào, trở thành món ăn đỉnh cấp nhất, cho dù là hoàng cung cũng không ăn được. Chưa nói xong thì Phương Hàn đã ăn hết mức bát đĩa chất đầy bàn. Lúc này, Lưu Khang liền đến nói, chúng ta chẳng phải đã hẹn nói chuyện liên quan đến rèn luyện môn phái sao? Lưu Huynh liền ngồi xuống nói. Nghe một sư huynh nội môn nói, không lâu trước đó, sứ giả Lam Nguyệt Quốc đến báo, bọn họ đã bị vài đám sa phỉ hung bạo tập kích, thỉnh cầu vũ hóa môn ra tay giúp đỡ, hiện giờ môn phái quyết định đi tiêu diệt sa phỉ giúp. Nhưng thật ra không chỉ có đám sa phỉ, người của ma đạo là kẻ đứng đằng sau. Đám yêu nghiệt này sớm đã thèm muốn địa mạch huyền kim của Lam Nguyệt Quốc, các trưởng lão rất coi trọng, vì vậy mà lập tức đồng ý với sứ giả Lam Nguyệt Quốc. Trọng điểm là nếu đệ tử ngoại môn có biểu hiện tốt trong lần dịch luyện này thì sẽ lập tức có được tư cách thi làm đệ tử nội môn, đối với chúng ta là một cơ hội tuyệt hảo. Hồng Di nghe xong nói, đâu có dễ vậy, ta nghe nói số lượng đệ tử ngoại môn tham gia lịch luyện lần này hơn ngàn vạn, cơ hội tốt như vậy sao có thể dễ dàng rơi vào tay ba chúng ta. Lưu Khang liền bảo có một vị huynh đệ tốt, liền dẫn hai người đến chỗ Bảo Thân Vương. Nhưng khi biết được Phương Hàn chỉ là nô tài trong nhà Phương gia, Bảo tự ngoại vô cùng tức giận. Lưu Khang đỡ lời, sợ rằng trong này có hiểu lầm gì. Trong khảo hạch đệ tử ngoại môn, Phương Hàn thể hiện rất xuất sắc. Sau khi nghe những lời nói mỉa mai của đám Bảo tự ngoại, Phương Hàn liền lao vào xuất thủ với hắn. Nhưng thực lực còn kém nên chỉ vài chiều đã khiến Phương Hàn nằm xuống dưới đất. Lưu Khang đến nói với Bảo tự ngoại, lần lịch luyện này hung hiểm khó lường, dù sao cũng có vài chỗ cần dùng đến người thể cách cường hãn. Bảo tự ngoại nghe xong đã đồng ý. Trở về căn phòng của Phương Hàn, cậu nhờ Hồng Di dạy mình kỹ năng thực chiến để có cơ hội lật kèo với Bảo tự ngoại. Ngày hôm sau, Phương Hàn cùng với Hồng Di lang thang ở trong rừng tu luyện. Chỉ trong nháy mắt, Hồng Di đã có thể khiến Phương Hàn thương thích đầy người, không chút phản kháng. Mỗi lần tập luyện xong, Hồng Di đều đưa cậu một lệnh bài khiến vết thương trên người cậu khôi phục. Ngày qua ngày, Phương Hàn chăm chỉ tu luyện, lúc này cậu đã đột phá nhục thân cảnh tầng thứ 8. Đến với ngày tham gia chuyến lịch luyện, một trưởng lão xuất ra hai ảnh thân của hai yêu ma, nói với đám đệ tử ngoại môn tham gia lần này. Lam Nguyệt Quốc ở trong sa mạc Hãn Hải bị sa phỉ tập kích, hai đạo yêu ma trà trộn vào trong. Nhiệm vụ lần lịch luyện này của chúng ta chính là hóa giải nguy cơ của Lam Nguyệt Quốc. Trong các đệ tử ngoại môn, ai có biểu hiện xuất chúng, hai kẻ dương nghiệp yêu ma khiêu khích gây họa lần này, nếu có thể giết chết một trong hai, thì có thể đạt được một viên âm dương vạn thọ đan. Có điều có ai cảm thấy không đủ thực lực có thể từ bỏ. Con đường tu tiên sinh tử lưỡng nan, chỉ có nhìn thấu sự kinh khủng giữa sống chết mới có thể kích phát được tiềm lực. Hồng Di nói âm dương vạn thọ đan có thể giúp chúng ta nâng cao thực lực cấp tốc, thậm chí có thể bước đến ngưỡng cửa thần thông cảnh, nhưng cũng phải biết lượng sức. Lúc này Phương Hàn đến trước mặt Bảo tự ngoại, nói muốn giải quyết ân oán với hắn. Hai người lao vào xuất chiến, nhưng thực lực của Phương Hàn giờ đã đạt tới tầng thứ 8, và sau khi tập luyện thực chiến với Hồng Di, Phương Hàn đã dễ dàng đỡ đòn của Bảo tự ngoại. Cậu đánh cho hắn nằm lê dưới đất. Một tên ở
ở ngoài thế vây liền xuất kiếm tấn công đâm thẳng vào người của Phương Hàn, nhưng đã bị Gia Phục Hoàng Tuyền Đồ thu mất phi kiếm. Hắn liền đến xin lại linh kiếm của mình. Phương Hàn nói, ngươi có ý giết người rồi lại muốn đòi lại hung khí, chi bằng cho ta đâm ngươi một kiếm rồi trả linh kiếm lại cho ngươi. Một cô nương đến đỡ lời hộ tên kia, vừa rồi sư đệ của ta ra tay quả thật hơi lỗ mãng, nhưng cũng có nguyên do, rồi cúi đầu nhận lỗi với Phương Hàn rồi nói tiếp, lần lịch luyện này vô cùng nguy hiểm, đoàn kết lại trừ mà vệ đạo mới là chuyện quan trọng. Phương Hàn nghe xong thì nghĩ, khí tức này ngang ngửa với sư phụ Bạch Hải Thiên, ít nhất cũng là cao thủ nhục thân tầng thứ 9 thần thông cánh, nhưng ta không thể lấy lại những thứ bị Gia Phục Hoàng Tuyền Đồ thu đi, nhưng nếu không đưa, chắc phải nhờ đến đại tiểu thư. Rồi cậu nói, Mạc sư tỷ giải cứu bách tính Lam Nguyệt Quốc khỏi biển lửa, đại cục này Phương Hàn biết, có điều tính tình đại tiểu thư nhà ta các vị cũng hiểu rõ, có một số việc ta cần phải xin chỉ thị của đại tiểu thư xong mới có thể nói với sư tỷ. Xin sư tỷ và các vị sư huynh yên tâm, đại tiểu thư làm việc rất công bằng, đến lúc đó sẽ cho các vị một lời giải thích. Chuyên cánh lai ngành tả sư đệ nói với Mạc sư tỷ, chúng ta không thể nào vì hắn mang tên Phương Thanh Tuyết ra mà lùi bước được, phải chú ý đến đại cuộc, nếu không có linh kiếm, kiếm trận của chúng ta có lẽ sẽ. Mạc sư tỷ nói, nếu hắn đã mang danh hiệu của Phương Thanh Tuyết ra, lẽ nào chúng ta còn nhào đến cướp sao? Ngươi quên mất 8 người 8 hạc dưới Vũ Hóa Sơn rồi sao? Đến với hình ảnh của Hạc Tiên nói với Phương Hàn, ngươi vào ngoại môn rồi, có phải không định đến tìm bổn tiên tử chơi nữa đúng không? Sau khi biết Hạc Tiên còn có cả võ công nội môn, Phương Hàn xin được chỉ dạy võ học nội môn. Hạc Tiên lúc này đồng ý, bắt đầu truyền dạy cho Phương Hàn. Minh tường tứ đại pháp hải nguyên, chân nhân tử đan đường ngô tiến, tam quan trí trung tinh khí thâm, tử dục bất tử tu thiên môn. Sau khi nghe xong để tu luyện, Phương Hàn tiến vào ảo cảnh tinh thần. Trước mặt cậu là cánh cửa thần thông, nhưng cậu càng tiến lại gần cánh cửa, cơ thể càng trở nên nặng nề, khí tức áp chế quá mạnh mẽ khiến cậu không thể đi. Cậu bảo Hạc Tiên thả cậu ở một ngọn núi để tiếp tục thử tu luyện, rồi nhờ Hạc Tiên canh chừng cho cậu, có người đến thì nói một tiếng. Ở trên ngọn núi, cậu vào một hang động, lấy ra Gia Phục Hoàng Tuyền Đồ, ngồi xuống mở nó ra. Lúc này trong bức tranh đã có thêm hình ảnh linh kiếm của người vừa rồi, cậu liền lấy máu của mình nhỏ vào nó. Đột nhiên bức tranh sáng lên có tác động đến huyết mạch của cậu. Chuyển cảnh, Lai Ngành Tả Sư Đệ đến nói với Thạch Đài về chuyện Phương Hàn biết là linh kiếm do Thạch Đài ban cho Tả Sư Đệ, nhưng vẫn ỷ thế thành tuyết mà không trả lại. Thạch Đài nghe xong thì cực kỳ tức giận, quyết để cho Thành Tuyết cảm thấy hối hận khi đã như vậy. Lúc này Mạc Lâm xuất hiện hỏi Thạch Đài, ngươi chắc chắn kế hoạch của ngươi khả thi chứ? Thạch Đài liền nói, đương nhiên, chuyện ở sa mạc Hãn Hải đâu phải chuyện một vài đệ tử ngoại môn nội môn có thể dàn xếp ổn thỏa, đến lúc đó sẽ điều động một vài chân truyền, mà Thành Tuyết mới được thăng lên chân truyền chính là lựa chọn tốt nhất. Mạc Lâm quay sang nói, lúc đó một đám đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn kết thành đội mà đến, ta hạ thủ thế nào đây? Thạch Đài cười lớn rồi nói, huynh cứ yên tâm, đệ tử truyền lệnh là người của Kim Thạch Đài ta, lúc đó cô ta nhất định sẽ một mình đến trước một bước, sau đó phải xem thủ đoạn của Mạc Lâm huynh rồi. Mạc Lâm nghe xong thì tỏ vẻ vui mừng nói, như ngươi nói, Phương Thanh Tuyết đó chẳng qua chỉ là một thần thông cảnh tầng thứ tư mà thôi, thất sát hồ lô của ta vừa hay có thể dễ dàng khắc chế cô ta. Trở lại với hình ảnh của Phương Hàn đang tu luyện, lúc này cậu đã tiến vào bên trong Hoàng Tuyền Đồ, trong đây là một nơi hoàng vù lạnh lẽo, cậu đã thấy được linh kiếm của tên họ Tả kia, nhưng ấn tế của nó đã được Hoàng Tuyền Đồ xóa đi, giờ đây Phương Hàn đã có thể điều khiển được nó. Đến với hình ảnh Tử Điện Phong, lúc này Phương Hàn đến nói với Thanh Tuyết, cậu sắp phải đến sa mạc Hãn Hải hoàn thành rèn luyện môn phái, đặc biệt đến tạm biệt cô. Thanh Tuyết nhận ra cậu đã ở nhục thân tầng thứ 8 thần thông cảnh, cô xuất lực khiến Phương Hàn rơi vào trong huyễn cảnh. Sau khi ra khỏi huyễn cảnh, cô nhận ra cậu đã biết nguyên tinh thần thuật, rồi nói chắc chắn do Hạc Tiên Tử đã dạy, nhưng chỉ dựa vào mật của mãng xà liền có thể nhanh chóng thăng lên tới tầng thứ 8, cũng coi như là thiên phú dị bẩm. Người tu tiên đều sẽ có một vài bí mật của bản thân, ta cũng không truy cứu người nữa. Rồi dặn dò Phương Hàn, lần này đến sa mạc Hãn Hải hung hiểm khó khăn, không được một mình mạo hiểm, gặp chuyện gì cũng phải cân nhắc thật kỹ, đừng bỏ mạng uổng phí. Nói xong cô liền rời đi. Chuyển cảnh, Lang Ảnh Hoa Thiên Đô sau khi biết được chuyện trên người của Phương Hàn có bảo vật thu hồi được linh kiếm, liền nói với Kiếm Không, tuy rằng không thể chắc chắn, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng trên người của Phương Hàn chính là Gia Phục Hoàng Tuyền Đồ, thanh danh chính phái của chúng ta, không thể nào bị việc xấu của đám tiểu bối làm ô uế. Chuyến đi sa mạc Hãn Hải này, người đích thân đi thăm dò, nếu thật sự là đạo khí của Gia Phục Hoàng Tuyền Đồ, có thể tiền trảm hậu tấu.